Xin chào mọi người, ngày hôm nay Lãng lại tiếp tục lên núi để đi thu hái cây thuốc. Và khi đi tới khu vực này, Lãng bắt gặp được một cái dây khổ rách, nó đã khá là lớn. Nên Lãng quay video này để chia sẻ tới mọi người loài dây thuốc quý này. Khổ rách nó là một cái cây dây leo bằng thân quấn mọi người. Nó có thể dài tới 10 mét. Thân non và thân bánh tẻ của nó thì thường có màu rất là xanh và rất là nhẵn bóng. Đặc biệt là đầu phần ngọn nón thì cái thân của nó thường có những cái rãnh dọc theo thân, rãnh khá là nóng mọi người. Còn lá của dây khổ rách thì nó mọc rô le, đây lá mọi người này. Và xuống dưới này một lá này, lá thường mọc tại các cái khớp đột của thân. Lá thì có dạng hình tím, mặt trên xanh bóng luôn, mẹp lá nguyên, mặt dưới cũng xanh mọi người, nhưng mà nó nhạt màu hơn mặt trên một chút. Cây này nó có một cái đặc điểm đó là lá của nó xanh quanh năm luôn mọi người. Nhưng mà cây này về thường thường về mùa thu đông thì nó rù mọi người. Nó chỉ mọc vào tầm mùa hè thôi. Mùa hè là cái cây khổ rách này nó phát triển rất là mạnh mọi người. Và mình thỉnh thoảng nó là thấy nó về mùa thu, nhưng mà về mùa đông thì cây này nó bị rù, nó rụng lá và nó chết, sau đó nó lại mọc tiếp. Cái dây khổ rách này nó khá giống với cái dây hoàng cầm nám mọi người, cho nên mọi người cẩn thận không nên nhầm lẫn giữa cái khổ rách này và dây hoàng cầm nám. Còn hoa của nó thì có dạng hình mối mọi người. Đây mọi người này. Đây. Có những cái hoa màu hồng hoặc màu tím. Giống như cây này là hoa màu tím mọi người này. Và mình cũng đã gặp những cái cây dây hoa màu hồng. Còn quả của nó đây mọi người này. Đấy, quả của nó rất là đặc trưng. Đấy, quả của nó thì giống như cái tuổi của khinh, cái khinh khí cầu á. Đấy, nó có những cái rãnh và chia làm 1 2 3 4 5 6 mũi mọi người. Đấy. Khi mà nó ra thì cái quả này nó nứt ra và hạt của nó rơi xuống đất. Đến mùa thì nó lại phát triển thành cây mọi người. Còn về mùa đông thì cây này nó rù xuống. Còn về bộ phận dùng thì dây khổ rách ta dùng rễ, thân, dây, lá và hạt của nó để làm thuốc. Nhưng chủ yếu là dùng rễ. Cây thuốc này thu hái hầu như là quanh năm, nhưng tốt nhất là vào mùa thu. Đào rễ về, đem rửa sạch, thái mỏng rồi phơi hoặc là sấy khô. Còn liều dùng thì dùng từ 6 đến 12 gram trên một ngày dưới dạng thuốc sắc. Còn về tính vị thì theo đông y, khổ rách có vị cay, đắng, the, mùi thơm hơi hắc, tính lạnh và có độc nhẹ. Nó có tác dụng là khứ phong, hoạt huyết, giảm đau, tiêu đờm, lợi tiểu và tiêu thủng. Nó thường được dùng để chữa phong tê thấp, đau nhức xương khớp, viêm gan, viêm cầu thận, mụn nhọt, sưng tấy, cao huyết áp, ho có đơm, viêm phổi, hen suyễn, trĩ ra máu, viêm tiết niệu, chứng đại buốt, rồi phụ nữ có thai hay chân phù thủng. Như vậy, thông qua video này, Lãng đã chia sẻ tới mọi người dây khổ rách cũng như một số công dụng của nó để mọi người tham khảo. Và đến đây, Lãng xin chào và tạm biệt mọi người.